Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh với công chúa Elsa nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh sẽ như thế nào nhé. Ok. Màu hết tháng để có tiền chứ. Hả? Càng mưa lớn ý. Mưa to ấy chứ. iPhone 13 giờ tầm bao nhiêu triệu nhỉ? Ê, sao iPhone 13 nó lại là mắt xéo hả em? Là hai cái mắt nó xéo nhau ấy. Sao giống iPhone 12 với ta? Nó như thế này này, nó chỉ có cái mắt ở đây với kiểu cái mắt ở dưới này. Mắt ở đây, mắt ở đây. Mình chỉ không có bộ. Bro là ba mắt hả? Bên ký túc xá của chị có bán chuối chiên không ạ? Điều quan trọng phải nói lại 10 lần đó chính là đã sửa xong bên kia không ạ? Quá trời. Đứa nào chửi mình? Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tô màu bức tranh tiếp theo nhé. Bye bye.